Mình đang tưởng tượng hay là mình sinh thật ta? Ở đây có chuyện gì thế nhỉ? Khoan, cái đó chui ra từ toilet hả? Nhìn nó bực thế nhở? Đủ rồi, mình sẽ tự tay xử lý vụ này. Không biết là vấn đề gì nữa. Mong là cái này hiệu quả. Kinh quá, sạch cho vậy ta. Chắc có gì bị kẹt trong này rồi ấy. Phải dùng cái pít tông thôi. Sao cứ tắc ở đây mãi thế hử? Mình có mỗi cái này thôi à. Thế thì mình sẽ cầu cá. Chắc thứ trong đó sẽ thích run. Tiến lên và thực hiện nhiệm vụ đi bạn nhỏ. Wow. Này, biến khỏi cần câu của ta mau. Gì? Hả? Một nàng tiên cá xinh đẹp. Lạ thật đấy. Chà, tôi có cách giúp cậu đó. Chúng ta tân trang nhan sắc của cậu nhé. Ok, là Sky, cậu định làm gì đấy? Thầy tới trang điểm sao? Làm gì vậy mà? Wow! Thế, sao dán lắm mi giả thế? Rồi ôi, đừng đá lông nheo nữa. Thôi nào. Ok, sao mà kỳ cục kẹo vậy? Trời, tránh xa ta ra. Không thể chịu nổi nữa luôn. Gì, tôi đâu có đói. Chúi. Khoan nào, dừng lại. Gió máy quá đi. Ôi không. Nè, tôi biết cách cứu cậu về rồi. Sẽ hơi lâu một chút ý. Bắt này. Chờ tí, đội cứu hộ tới đây. Được rồi, tớ về nhà đây. Mẹ ơi. Ôi trời. Cố lên, sắp tới rồi Julie ơi. Này, tạ ơn rồi. Ôi không, cậu muốn nháy mắt đúng không? Đừng, đừng nháy mắt. Khoan, đừng mà Sky, đừng nháy. Không. Tớ không dừng được. Úi. What? Oh my god. Khổ, có mấy cọng lông mi thôi mà bay tới tận đây. Cũng ly nào. Để coi. Gì? Xin chào. Gì? Thôi luôn á? Này, bó tay luôn. Giờ mình làm gì nhỉ? Cá ơi. Xin chào. Cũng ly nha. Cá là số 1. Lại trón như con rắn. Xin trên này. Chắc mình có thể làm đó. Sao nhỉ? Xinh quá trời. Nhớ hồi mình còn đi chơi ngoài biển quá. Chà, hôm nay mình lại mắc cạn mất rồi. Niềm vui chóng tàn quá đi. Khoan đã nào. Ôi không, cái ly trở thành một phần của mình rồi. Trời. Ok, tới nè. Sky. Alo. Sky. Sao? Trời, cậu làm gì môi cậu đấy? Cậu phải kéo nó ra đi. Vậy nè. Thôi nào, kéo mạnh tay nữa lên nào. Kéo. Trời ạ, đúng là điên rồ. Trời. Gì? Sao cậu nhìn tớ chằm chằm vậy? Có gì đâu, mong là đôi môi đó chỉ tạm thời thôi. Để tớ làm cho cậu nhé. Thế nào cũng căng thẳng lắm. Chả biết cái này có hợp với cậu không nữa ý. Tụi mình dùng cọ nha. Cọ đánh kem này ná. Gì? Sao cậu không dặm son vào? Đấy. Ok. Xong rồi. Tí nữa gặp lại cậu nha Sky. Bye. Ủa nhỏ ấy bị sao thế? Mình làm gì vậy chứ? Ôi trời. Tụi mình selfie nhá. Nghiêng đầu nè. Và đặt tay lên đây. Xinh. Cứng xỉu luôn. Phải đăng mới được. Thế còn hình khác? Tay cậu bị làm sao hả gái? Khiếp. Nhìn ghê lắm hả? Chà, nói chung là không đẹp đó.
Ôi, không, 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 cho tới vài phút đi. Phải làm gì đây? Hay là mình... Không, chắc phải gọi ai đó thôi. Hoặc là không. Julie, cậu làm tớ chóng hết cả mặt rồi. Thôi mình tự làm cho rồi. Cậu làm gì á? Vẽ à? Oh, biết rồi. Đưa đây nào. Làm móng thôi bà con. Tớ đang làm móng mới cho cậu đấy. Chỉ cần vẽ đúng dáng là được. Ngon rồi. Và khi đã xong thì mình có thể dừng bút rồi. Cứ đợi cho đến khi cậu ấy thấy cái này có thể làm gì nhé. Ai cần đến salon khi đã có cái dụng cụ này chứ. Viền ngoài sắp xong rồi nha. Và mình chỉ cần tô bên trong nữa là xong. Và tớ đang vẽ hình cậu thích á Sky. Cậu sẽ thích mê cho mà xem. Sẵn sàng chưa? Gắn vào nha. Cậu có thích không? Giờ cậu có móng hình cá rồi. Wow. Wow. Cảm ơn tớ sao cũng được. Làm móng đúng là khó nhằn. Cậu đi đâu vậy gái? Sao lại qua đằng đó? Tớ kết bạn với chú cá này nè. Đấy. Gì? Ui, cá của tớ. Kệ, cậu muốn làm gì thì làm. Ổn hơn rồi. Không đi lẹ chắc toang luôn. Xong xuôi, chắc thế. Cơ mà, tiếp tục nào. Trời ơi, tuyệt xong rồi. Mình năng suất ghê. Ok, sẵn sàng rồi. Cô đang ngủ hả? Chuyện gì vậy? Đây là đâu? Julie? Gì? Các cậu nhìn như cái đùi rẻ á. Không thể đi chơi như vậy được. Chờ chút. Đến lúc thuần hóa cái đầu này rồi. Bắt đầu. Này. Không, chưa xong mà. Tớ sẽ thuần hóa mấy sợi tóc khủng khiếp của cậu. Giờ nguyện. Thôi nào. Cậu đừng ngọng ngậy nữa coi. Julie. Ai ui. Trời, có vẻ không ổn. Cái lực mình thích nhất. Đưa đi nào. Úi giời. Chào nhé lực yêu. Cậu chảy thích lắm ý. Tôi sẽ mãi nhớ đến cậu. Yên nghỉ nha. Buồn quá. Nhưng tớ chưa xong với cậu đâu. Cậu đã thấy cái này bao giờ chưa? Có vẻ ổn áp rồi đó. Giờ là cái này. Lạ quá. Ok. Thế này được nè. Tin tớ đi. Này. Ái chà, tôi thấy cũng tạm tạm rồi đó. Ô kìa. Sao? Không có. Hay là tôi biết cách để giúp cậu nè. Các cậu đã sẵn sàng xem phép màu chưa? Lõi giấy vệ sinh nè. Chỉ cần cuốn nó lên như vậy. Chả cần dùng nhiệt luôn nhá. Để xem có ổn không nha. Chà, cậu thấy sao nào? Sang chảnh nhất nhà chưa? Tại tôi thấy cũng sang sương sương á. Wow, đỉnh của chóp mà ơi. Ước gì tóc tớ cũng lộng lẫy như thế. Tớ chưa từng thấy cái gì đẹp hơn luôn. Hoàn hảo dã man này. Mẹ, mẹ ơi. Mai trường con tổ chức tiệc hóa trang ạ. Mai hả? Mẹ nhớ như in này. Ôi không. Muốn biết mẹ mua cho mình cái gì quá. Chà, mong là vừa. Thử đi con gái yêu. Mẹ ơi. Nhìn thấy ghê quá à. Nhìn cũng tạm mà. Thế này thì làm sao con thắng giải được ạ? Trời ơi. Wow, đây là đâu? Xin chào. Con quái vật gì đây trời? Có lẽ mình đến đúng chỗ rồi. Nhìn ổn hơn hẳn nhỉ? Wow, xịn quá ạ. Đấy, giờ chúng ta trang điểm một chút nha. Đừng lo lắng,
em sẽ hiểu cả thôi. Những màu sắc tương phản này là để tạo khối đó. Rồi chúng ta sẽ trộn tất cả lại. Đừng quên phần cổ nhé. Và dưới cằm nữa. Chỗ này hơi khó xíu. Tiếp theo là một màu sắc nổi bật. Ok, nhiều lên cho máu nè. Dù sao thì đây cũng là trang phục kiểu lăn mà. Sau đó trở lại với màu xanh dương nha. Ok, bắt đầu có kết quả rồi này. Thêm vài chi tiết nữa thôi. Những điểm nho nhỏ quan trọng lắm. Giờ mọi thứ đã lóng lánh hết rồi. Đỉnh của chóp, đồ sắc ngoạn mục thật đấy. Nhưng không thể thiếu bờm kia lần nè. À, xinh quá con yêu ơi. Con cũng thấy thế. Đi thi vui nha con. Em muốn cảm ơn cô tiên trang điểm vi diệu ạ. Xin chào. Hello. Mình đói quá. Phải ăn thôi. Ủa thân hả? Cá voi làm gì cơ? Cái gì vậy? Sẽ ngon lành lắm đây. Đưa đây. Nào cho tớ miếng. Ồ, nhưng mà của tớ mà. Rồi. Tuyệt quá. Mình muốn ăn nữa. Thôi nào, chia với. Có bắt buộc không? Bên nghe chuyện này sẽ xảy ra mà. Của cậu này, một cái nữa đây. Sao cậu không tự mua kẹo đi? Tại sao chứ? Ăn của cậu là được mà. Nhưng vậy không hay đâu. Thế đồ tham lam. Hết rồi, khỏi chia nhá. Cậu ăn đủ rồi đó. Không, tớ vẫn đang đói mà. Đi mà. Không, xin lỗi. Mình phải làm được gì chứ ta? Khoan đã. Mình có ý này nè. Mình chỉ cần cái rổ gỗ này thôi. Dùng cái này để lấy kẹo được nè. Mình còn chẳng cần ra khỏi giường luôn. Mình sẽ cột dây thừng vào tay cầm. Như vậy nè. Và giờ mình có thể hạ cái rổ xuống chỗ của Mia. Khoan, mình cần treo nó lên cái gì đó. À hát, cái kêu treo áo. Vậy được nè. Giống như một hệ thống dòng dòng á. Thả xuống nè. Bình tĩnh. Xin lỗi, tớ đang ngủ. Vậy á hả? Ai quan tâm chứ? Mình có cái đồ gấp nè. Đi rồi, đây đúng là một vụ án hoàn hảo. Trong ổn đó. Lấy cái này luôn. Vào rồi nè, thế là ngon lành. Của mình tất. Vì bạn xứng đáng mà. Mình thích kẹo. Kẹo của mình đâu rồi? Mất rồi. Sky lấy hết luôn. Chà, tớ đã bảo cậu chia rồi mà. Tớ đang tốt bụng đó, cho cậu nè. Vậy thôi hả? Cho mỗi một cục sao? Vẫn là kẹo mà. Ai chà, mình vẫn sẽ ăn. Đợi đến lúc ngủ cho đẹp da rồi. Ý tưởng hay đó. Xinh xỉu luôn. Mình thích màu son này quá à. Một chút nữa thôi. Vậy là ổn rồi. Mình sẽ dùng mascara nữa. Mình ghét bức này ghê. Lần trước tay mình trượt và phải đeo miếng che mắt cả tuần á. Để xem mặt mình ra nè. Hả? Là mình sao? Mình đã làm gì sai chứ? Ok, chỉ có một cách thôi à. Phải tẩy đi thôi. Bình thường chơi kiểu lăn vui lắm mà ta. Nhưng này chán ghê. Biết rồi, này Sky. Hả? Cậu sao thế? Cậu có ổn không? Chờ chút, tôi nghĩ cậu cần cái này nè. Sao gương của cậu xấu quá vậy? Tôi có mỗi cái này thôi à. Rồi, thế thì mình phải ra tay rồi. Ồ, biết nha. Mình có thể trang trí bằng vỏ sò. Ra tay thôi mà. Mình sẽ đặt gương lên một mặt phẳng. Sau đó mình thêm keo lên khung nè và dán vỏ sò lên đó. Mình sẽ sắp xếp vỏ sò xung quanh cái gương. Thể nào trông cũng tiện lắm cho xem. Sắp xong rồi, đây là cái cuối cùng. Wow. Làm mình nhớ nhà ghê. Wow, làm một cái cho tớ với nha. Gì? Nhìn tớ nè, đang bận lắm mà nha. Vô ích ghê. Dành thời gian trèo chuộng bản thân đúng là tuyệt nhỉ. Biết mà, tất cả những gì tôi làm là rũa và sơn móng mỗi ngày. Tôi có được đánh giá cao không? Không.
tôi có một hoàn hảo cho gái nè. Sẽ xinh lắm đó nha. Thể nào cũng làm ra gái sáng hơn. Oh yeah, trong một app đó. Đây đúng là bộ móng đẹp nhất tôi từng vẽ. Thật luôn đó. Phải mở triển lãm mới được. Phải thêm chút bling chilling nè. Ý là còn cách nào tuyệt hơn chứ. Sao mà lâu vậy mà. Muốn đẹp thì phải từ từ gái ạ. Làm xong rồi đấy. Cô làm trò gì vậy? Không, không thể tin nổi. Biết mà, xinh xắn quá chừng. Đùa nhau đó hả? Kinh quá đi, hỗn xỉu luôn. Quản gia! Cô gọi tôi ạ. Hắn ở đâu ra đây? Nhìn móng tôi nè, làm gì đi? Đây là tên đã làm móng cô thế này ư? Biến khỏi đây mau. Tôi sẽ đến nơi tác phẩm của tôi được tôn trọng. Trường học chúa hề ở đằng kia kìa. Bó tay luôn. Đừng lo nha cô chủ, cứ để đấy tôi. Làm luôn đi. Đầu tiên là phải tẩy thứ này đi. Chuẩn, không cần chỉnh. Giờ cần chút trợ giúp. Dụng cụ này sẽ giúp mọi thứ xịn xò hơn. Cái gì vậy? Chuẩn bị bật ngửa đi thưa cô. Đầu tiên là chọn một hình ảnh. Thế là cô có thể in nó lên móng. Wow, bà trai ghê. Thử một phát nha. Nhấn cái nút này. Wow, đỉnh chóp vậy mà. Thích quá đi, làm tiếp nào. Công nghệ đúng là hay luôn. Cứ như mình sống ở tương lai vậy. Mình làm thế này cả ngày cũng được. Mình thấy hơi hối hận rồi. Hơ, tỉnh rồi nè. Đây là bộ móng xinh nhất của tôi á. Và nhờ công anh cả. Vậy là xong nhé. Wow, đáng yêu dễ sợ. Nhìn rất là xinh thưa cô. Tôi còn định sa thải anh nữa cơ. Quan, cái gì? Cô nói gì ạ? Chào, tôi đến làm móng nè. Đóng cửa rồi ạ. Mình chả bao giờ được làm móng xinh. Gì đây? Vậy là mình có thể làm móng rồi. Của tôi mà, cấm giờ. Ai vậy trời? Chán đời. Ui, kẹo nè. Có lẽ hôm nay cũng không tệ lắm. Mình chỉ muốn xinh xẻo chút thôi mà. Đời thật bất công. Chờ chút nào. Mình nghĩ ra cách rồi. Dùng giấy bạc gói kẹo cũng được. Có lẽ sẽ ổn đấy. Gấp miếng giấy lại. Rồi dùng kéo để cắt. Mình sẽ bắt đầu với một đường cắt ở cạnh. Phải cắt một miếng nhỏ ra. Mở giấy ra là có một hình trái tim yêu xỉu rồi. Đây là khung vẽ á. Đặt ẻm lên trên móng nè. Rồi dùng sơn để tô. Đơn giản như đang giỡn. Và không bị lem nhem. Giờ lấy miếng giấy ra được rồi. Wow, nhìn tuyệt quá. Cuối cùng mình vẫn có móng xinh. Ý tưởng này đúng là tuyệt. Mình thông minh ghê. Eo, bị kinh dị thật. Hình như mình nói hơi sớm rồi. Mong là không ai nhìn thấy. Ít nhất là móng của mình cũng có te rồi. Bạn cái lần siêu mềm và mịn luôn. Mia, cho tớ ôm với coi. Thôi thì cũng được. Tự tớ chơi với nhau siêu vui luôn. Wow, cậu nói đúng. Mềm dã man ý. Mia ơi, cậu ổn không đó? Mong là những ngày này không bao giờ kết thúc. Cậu là tri kỷ của tớ đó Kỳ Lân. Tớ không thể sống thiếu cậu đâu. Wow, những ký ức đẹp đẽ đó. Cậu đã làm gì vậy? Chắc tớ ôm chặt quá rồi. Tại sao chứ, cậu ấy còn trẻ mà. Không sao đâu, để tớ giữ. Mình sẽ bắt đầu bằng cách vẽ phát cái đầu Kỳ Lân lên bìa cứng. Giờ cắt ra nè. Đầu tiên mình sẽ vết keo lên bìa cứng. Sau đó dán bông lên đó nè. Tiếp theo là đặt miếng bìa lên tấm vải. Mình sẽ cần bút chì cho bước tiếp theo. Mình sẽ vẽ một phiên bản hơi to hơn miếng bìa lên miếng vải. Giờ mình phải cắt nó ra. Mình sẽ lần miếng bìa lại. Sau đó phết thêm keo lên đấy. Mình sẽ gấp miếng vải và đè lên chỗ keo. Khi làm xong mình sẽ thực hiện cái bờm. Mấy sợi len này quá hoàn hảo. Mình sẽ dùng các màu len khác nhau. Tiếp theo mình sẽ phủ mặt sau bằng vải. Nhưng chưa xong đâu nha. Kỳ lần nào cũng cần dừng hết. Mình sẽ làm hình nón bằng bìa kim tuyến. Và nhồi bông vào đó nha. Bóp cái đầu lại nè. Và dính nó vào cái đầu. Trò này thư giãn phết chứ bộ. Mình sẽ dán len tết dọc theo đầu. Ước gì mình có lông mi như thế này nhỉ. Đồ trang điểm sẽ tô hồng đôi má của Kỳ Lân. Bé Kỳ Lân này xinh quá. Xem tớ có gì này. Để tớ ngắm phát. Cậu nghĩ sao nào? Không phải bạn Kỳ Lân. Nhưng tớ cũng thích lắm. Cảm ơn cậu. Mia ơi. Không, Mardi Sky à. Mia,
cậu cầm cái nơ này nè. À, xin dễ sợ. Hay là mình... Không, bỏ tay ra. Quá đáng ghê. Liệu bạn có thể giúp người bạn tiên cá của mình nếu tự dưng cô ấy xuất hiện ở toilet không? Bạn sẽ làm tóc cho cô nàng như thế nào? Hãy cho tụi tớ biết và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé!